Chào anh em nha. Này dẫn anh em coi Út Mai bự khiếp đảm luôn các bạn. Gốc mai này theo theo mình biết các bạn thì nó rơi vào khoảng trên 100 năm nha anh em. Và cái hoành của nó thì mình ước độ nó rơi vào khoảng tầm khoảng 120 bạn. Và cái cây này thì mình nghĩ đo hoành cũng rất là khó bạn, nó ra nhiều cái cục nó bú bú ra vậy bạn, cũng khó là đo. Với hai là cành nhánh nó quá là sát mà. Cây này thì rất là cổ rồi, anh em nhìn thấy cái cây là anh em biết là nó cổ cỡ nào rồi. Thì theo chia sẻ của chủ vườn các bạn thì cũng có khá là nhiều người đến hỏi mua cái gốc mai này bạn, nhưng mà chủ vườn người ta không bán mà. Tại vì từ ngày mà gốc mai này nó mọc lên mà thì gia đình làm ăn rất là tốt bạn ơi. Nên nói chung là cũng tin vào cái phong thủy bạn, nên chủ nhà không dám bán mà. Với hai thì cái gốc mai này theo chia sẻ thì nó bị sét đánh 4 lần rồi bạn, nhưng mà nó không chết bạn ơi. Thì mình hôm nay mình cũng có cái sự hữu duyên mình đến ở đây, mình tìm đến cái gốc mai này bạn, cũng có khá là nhiều anh em chia sẻ cho mình. Thì nói chung là cái bây giờ mà cũng nhờ anh Tâm anh dẫn cho mình đi coi gốc mai này, chứ thật sự ra mà kêu mình dẫn anh em đi coi mình cũng không nhớ cái đường là nó cái đường nào các bạn. Thì cái gốc mai này chiều cao của nó thì mình nghĩ nó rơi vào khoảng tầm đâu khoảng trên 5 mét nha anh em. Còn cái đường kính của cái bộ tàng nó rơi vào khoảng tầm hơn 12 mét. 12 mét nha anh em. Và nó rất là, nói chung là cái tàng nó ra xả theo kiểu mà thiên nhiên á anh em. Và nó nhìn nó rất là ghê. Đây là cái bộ đế nè bạn. Cây này thì nói chung là anh em nào mà đến coi thì cái đế nó cỡ cái giò mình đó bạn, chứ không phải là cái bắp tay nha bạn. Quá là lớn luôn bạn. Những cái rễ anh em thấy là, còn cái đường kính của cái tàn anh em ra anh em thấy không, tầm khoảng hơn 6 mét này nè. Và bên đây thì tiếc rằng là nó bị lép chính cái nhà bạn, chứ nếu không thì cái bán kính nó còn ra nữa bạn ơi. Và mình không hiểu sao những cái tàn này nó dương ra xa mà cành nó lớn như vậy. Anh em thấy không, khá là xa bạn. Nếu mà cái tàn này mà nó phía bên nhà bạn mà nó không lép mà nó ra như cái tàn ở phía bên đây bạn, thì mình nghĩ tầm khoảng 15 mét là chuyện bình thường đúng không ạ? Nó rất là xa và mình cảm thấy cây mai này nó khá là lạ mà. Và những cái điểm mà trên cái gốc mai này mình rất là kết mà, những cái điểm gù mà. Anh em thấy những cái điểm gù không? Cái cây này thì chủ vườn chia sẻ là bông bông chùm nha bạn. Bông nó thì từ 6 cánh, 9 cánh, có bông 12 cánh mà, một không có đều nha anh em. Nhưng hôm Tết thì mình cũng muốn vô đây mình quay cái video chia sẻ đến cho anh em xem, để anh em có thể có cái nhìn tổng thể hơn về gốc mai này. Nhưng mà do mình cũng đi khá là nhiều nơi bạn, và ngày hôm nay thì mình cũng có cái sự hữu duyên mình đến đây, và mình thấy nó cũng khá là đẹp bạn. Cây này thuộc dạng cổ luôn mà, nói về rêu xanh này kia nó phủ hết cái cây. Và nhắc lại với anh em là gốc mai này thì chủ nhà dù có giá nào chủ nhà cũng không bán rồi. Nói chung là gia chủ nhà có điều kiện, với hai người ta tin phong thủy bạn, và có cái gì đó kỷ niệm từ thời ông bà để lại bạn, chứ không phải là nhiều khi anh em thích mà mình muốn mua vậy cũng không biết làm sao. Còn nếu anh em nào mà muốn hữu duyên á, muốn thích gốc mai này thì có thể nhắn tin với mình chỉ đường cho anh em vô. Với hai mình cũng có số điện thoại bạn, gửi cho anh em để anh em điện trực tiếp với chủ cây cho nó dễ. Mà 99% là chủ cây không có bán rồi, tại vì mình cũng có tham khảo ý kiến của chủ nhà, mà chủ nhà nói là không bán nha bạn. Hồi xưa lúc mà ông á, ông giờ hiện tại ông còn sống các bạn, thì ông có kể là cây này lúc nào cũng trời sấm chớp rất là sợ các bạn, thì nó bị đánh rất là nhiều lần rồi, nhưng mà nó vẫn tồn tại và phát triển được bạn. Có hỏi ông á là cây này bao nhiêu năm rồi, ông cũng không nhớ là bao nhiêu năm. Tại lúc mà ông hiện tại là ông đang là 87 tuổi bạn, nhưng mà hỏi bao nhiêu năm thì ông cũng không có biết là bao nhiêu năm. Tại thời lúc mà ông còn nhỏ là cái cây mai này nó đã có hiện trạng bây giờ nó đã có rồi bạn, nên mà ông cũng không có biết là cái năm chính xác của nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo mình nghĩ chắc phải trên 87 năm nha bạn, tầm giá đó ăn lên bạn, chứ không có
nhỏ hơn đâu. Cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em, những người đã anh em luôn ủng hộ kênh mình. Thì theo một nhu cầu của một số anh em á, thì nhờ mình tìm một số hạt giống mà những cây mai nó đẹp á, nó bông đẹp lúc Tết á, thì mình cũng đã đến nơi và sưu tầm về. Và có chỗ á, thì chủ vườn có chia lại, còn có chỗ thì chủ vườn không có bạn ơi. Nên mình số lượng thì cũng ít thôi. Còn anh em nào mà quan tâm thật sự về những cái hạt mai á, thì anh em có thể nhắn tin qua Zalo của mình. Số điện thoại của mình là 0869 bạn, 22 bạn, 1709. Thì anh em nào muốn mua hạt giống mai bạn, thì anh em cứ liên hệ với mình. Và mình á, thì mình cái gì á, là nếu anh em nào mà tin tưởng mình á, thì mình gửi cho anh em, mình bao ship cho anh em tới nơi để anh em có thể trồng một cái cây mai cho nó đẹp bạn. Giờ mình xin chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc tất cả anh em có một cái buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé bạn.